ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn và thật rộn rã cùng chúc mừng 19 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc phần tham gia liên hoan của mình trong liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành phố Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2023. Và sau đây tôi xin được xuống tên các đơn vị có tên sau sẽ bước lên phía trước một bước. Xin được trân trọng giới thiệu đơn vị Kim Chân. Xin được trân trọng giới thiệu đơn vị Phường Vân Dương. Xin được trân trọng giới thiệu đơn vị Phường Nam Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu đơn vị Phường Hạp Lĩnh, đơn vị Phường Khắc Niệm, đơn vị Phường Phong Khê, đơn vị Phường Kinh Bắc, đơn vị Phường Tiền An, đơn vị Phường Thị Cầu và đơn vị Phường Đáp Cầu. Kính thưa quý vị, đây là những đơn vị đã đạt giải B trong liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành phố Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2023. Tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Hùng, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Bắc Ninh, trưởng ban tổ chức liên hoan sẽ lên trao giải B cho các đơn vị. Chúc mừng đơn vị Phường Vũ Ninh. Xin được chúc mừng đơn vị Phường Suối Hoa. Xin được chúc mừng đơn vị Phường Đại Phúc. Xin được chúc mừng đơn vị Phường Vệ An. Xin được chúc mừng đơn vị Phường Ninh Xá. Xin được chúc mừng đơn vị Phường Võ Cường. Xin được chúc mừng đơn vị Phường Khúc Xuyên. Và kính thưa quý vị, đây là những đơn vị đã đạt giải A của liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành phố Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2023. Một lần nữa tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Hùng, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Bắc Ninh sẽ lên trao giải A cho các đơn vị.
Và kính thưa quý vị, liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành phố Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa ban tổ chức xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị đại biểu, quý khán giả cùng với sự tham gia nhiệt tình từ phía các nam nữ diễn viên, các bác trong hội người cao tuổi của 19 đơn vị. Xin được chào và hẹn gặp lại.